Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong những ngày hè êm đềm, cùng nhau thưởng thức các bộ phim hay thì thật là thú vị. Và chúng ta hãy cùng đến với bộ phim mới sẽ được lên sóng VTV3 trong tháng 8 này. Câu chuyện tình yêu, bộ phim kể về cuộc đời của cô gái trẻ Phyllis Elibon, là chị gái cả của 5 đứa em nhỏ. Phyllis đã phải thay mẹ chăm sóc các em. Nguy hiểm lắm, chị ở nhà đi, để em đi cho. Để em đi cùng chị. Bọn em phải đi học, em không quan tâm. Chị không thể đi cùng anh ta được. Ra đi nào. Bọn chị sẽ đưa bố về. Còn hai em sẽ chăm sóc đúng nhóc, nghe chưa? Hãy chăm sóc cho Phyllis nhé. Đừng lo, tôi sẽ đưa cả hai về an toàn. Những vất vả mưu sinh, các mối quan hệ phức tạp và tình yêu với rất nhiều thử thách. Tất cả sẽ được thể hiện trong 200 tập của bộ phim Câu chuyện tình yêu, phát sóng lúc 22 giờ 40 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần, bắt đầu từ mùng 4 tháng 8 năm 2023 trên VTV3. Tình yêu giữa Chi Hwan và Ju Hong ngày càng ngọt ngào và lãng mạn. Hành trình phá án đầy kịch tính. Cháu nghe nói trước khi chú ấy kết hôn với giám đốc Xúc Chin, có tin đồn là chú ấy đã hẹn hò với một người phụ nữ khác, phải không ông? Cậu đang làm cái gì đấy hả? Những bí ẩn dần được hé lộ. Chị Hoan, cậu đã... Dạ, biết chuyện về bố cậu chưa? Bố đẻ của cháu ấy ạ? Quý khán giả hãy cùng đón xem các tập tiếp theo của bộ phim Ngôi nhà bí mật, liên tục phát sóng lúc 12 giờ từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần. Những câu chuyện gần gũi dung dị của các bộ phim Việt Nam trình chiếu gần đây đã thu hút được sự quan tâm của nhiều khán giả. Hai bộ phim Việt Món quà của cha và Gia đình mình vui bất thình lình ngày càng có nhiều diễn biến thú vị với những tình tiết mới lôi cuốn. Ông lại lên thành phố đấy à? Hay cái bà này, tôi đi đâu cũng phải trình báo với bà chắc mà. Ai bảo với bà là tôi lên thành phố đâu? Thì tôi với ông như người một nhà, cái gì tôi chả biết. Suy cho cùng á, người khổ ở đây chỉ là thằng Nghĩa thôi. Sao bà biết chuyện? Vẫn là đề tài gia đình, tình thân, nhưng bộ phim Món quà của cha sẽ đưa ra góc nhìn chân thực về vấn đề thế hệ giữa cha con, mối quan hệ giữa anh chị em khi sự quan tâm không đồng đều. Mẹ ơi, hay là mẹ cho con thế chấp cái nhà này để lấy tiền cho anh Nghĩa nhá. Con ngu ấy thì ngu nó vừa thôi. Chồng đi ngoại tình còn chưa rõ trắng đen thế nào. Tài sản duy nhất chỉ có cái nhà này. Chị định trắng tay à? Giản dị, tươi sáng, giàu tình yêu thương, bộ phim Món quà của cha chắc chắn sẽ là món quà tinh thần giàu cảm xúc. Quý vị khán giả cùng đón xem các diễn biến mới của bộ phim Món quà của cha, phát sóng lúc 21 giờ 40 phút các ngày thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần trên VTV3. Cuộc sống của bốn cặp vợ chồng cùng sống chung dưới một mái nhà không phải lúc nào cũng êm đềm ngọt ngào. Sau những biến cố, bốn người phụ nữ thấu hiểu nhau hơn, mẹ chồng, nàng dâu cùng giúp đỡ nhau vượt qua những tổn thương. Với thông điệp, nhà là nơi để về, quý khán giả hãy cùng thư giãn với bộ phim Gia đình mình vui bất thình lình, tiếp tục phát sóng lúc 21 giờ 40 phút các ngày thứ Năm và thứ Sáu hàng tuần. Trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, Huyền Châu xin điểm lại khung giờ và ngày phát sóng những bộ phim đặc sắc trên VTV3 tháng 8 này để quý vị và các bạn tiện theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.